Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 20 giờ ngày 10 tháng 9 của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau đây. Tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường cho tân sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017. Trường Trung học phổ thông Gio Linh và Trường Trung học cơ sở Hải Chánh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Tối qua, Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn, Hội khuyến học, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường cho tân sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017. Chương trình do câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị và các nhà hảo tâm cùng tài trợ và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Nằm trong chương trình Vì ngày mai phát triển lần thứ 426 của Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, đây là năm thứ 14 chương trình tiếp sức đến trường đến với tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Từ khi ra đời đến nay, chương trình tiếp sức đến trường đã được duy trì và phát huy hiệu quả tốt. Đây chính là điểm tựa giúp các tân sinh viên nghèo có thêm điều kiện vững bước vào giảng đường đại học. Thời gian học bổng thể là vui và hạnh phúc khi mà được sự quan tâm của đoàn thanh niên, của Hội khuyến học và của các nhà hảo tâm. Tại lễ trao học bổng, các đại biểu và các khán giả được theo dõi nhiều tiết mục văn nghệ, những phóng sự về những tấm gương nghị lực vượt khó, sự chung tay của những tấm lòng vàng trong hành trình tiếp sức đến trường thời gian qua. Khán giả cũng đã có dịp giao lưu với một số tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cựu sinh viên từng được tiếp sức đến trường và các nhà tài trợ. Các sinh viên được hỗ trợ đều là những tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Nhiều em đã tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc và tìm được công ăn việc làm ổn định. Đó cũng là động lực để các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi mãi với chương trình này và tôi sẽ đi mãi cho đến lúc nào tôi không còn cái khả năng có thể đi được nữa. Và tôi nghĩ là chương trình này ngày càng phát triển và cho nó sáng rỡ hơn và nó sâu rộng hơn, làm sao để cho nhiều hơn nữa những cái con em Quảng Trị đang có tài năng nhưng mà thật sự đang có những cái khó khăn thiếu thốn cần phải có thể có cái cơ hội để đến trường với mình. Tất cả mọi bạn bè con bạn cũng mong muốn cho các em trở thành cái người lao động có cái người có ích cho xã hội là đương nhiên, nhưng mà cũng các em trưởng thành thì mai kia các em cũng sẽ tiếp tục quay lại dìu dắt những cái người mà đằng sau mình có hoàn cảnh khó khăn để vơi bớt đi những cái bạn mà có nghị lực thu đủ điểm vào đại học nhưng mà lại không được đi học. Năm học mới này, ban tổ chức trao 188 suất học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất 7 triệu đồng với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị hỗ trợ 100 suất, Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị kêu gọi hỗ trợ 50 suất, còn lại là hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Các tân sinh viên được nhận học bổng đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên học tập tốt. Mỗi suất học bổng chính là món quà hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần để các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Gio Linh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường 1976-2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cách đây tròn 40 năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ra quyết định thành lập trường phổ thông cấp 3 Gio Linh, nay là trường Trung học phổ thông Gio Linh. Ban đầu, ngôi trường tuy đơn sơ nhưng đã làm bừng sáng niềm tin, niềm hạnh phúc, niềm khát khao cháy bỏng về sự học của người dân Gio Linh. Ngày 15 tháng 10 năm 1976, 19 thầy cô giáo, nhân viên và 160 học sinh lớp 10 khóa đầu tiên đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 1976-1977. Những năm học tiếp theo, sau hai lần thay đổi địa điểm, trường đã có cơ sở vật chất khá hiện đại. Năm 2015, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ nhà giáo nhà trường có chuyên môn cao, trong đó có một tiến sĩ, 7 thạc sĩ, có hai nhà giáo được nhà nước tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. 40 năm qua, từ mái trường Trung học phổ thông Gio Linh đã có gần 12.000 học sinh trưởng thành trên mọi lĩnh vực. Nhiều người đã trở thành nhà khoa học, nhà chính trị, nhà quản lý, ngoại giao,
nhà kinh tế. Nhiều người có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ ở trong và ngoài nước. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để xây dựng nhà trường phát triển hơn nữa, trường Trung học phổ thông Do Linh cần đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị trường Trung học phổ thông Do Linh cần làm tốt công tác xã hội hóa để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể vững mạnh, hình thành xuất sắc nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương. Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh tự học, tự rèn luyện, tự nghiên cứu theo hướng tăng tính tích cực, chủ động, khuyến khích tư duy sáng tạo của người học và phát huy năng lực tự thân của các em học sinh. Phải đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, chú trọng giáo dục toàn diện cả về lý tưởng, đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, kết hợp chặt chẽ giữa dạy chữ, dạy nghề và dạy người, chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân để các em học sinh phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trở thành người công dân gương mẫu của đất nước. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính tăng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm học 2015-2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nhà trường. Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen cho tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác và giảng dạy. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tặng một máy photocopy và chiếc trọng trường cho thầy và trò trường Trung học phổ thông Do Linh với tổng trị giá gần 60 triệu đồng. Cũng trong sáng nay, trường Trung học cơ sở Hải Chánh, huyện Hải Lăng đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1976-2016. Được thành lập từ năm 1976, đến nay trường Trung học cơ sở Hải Chánh luôn thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, nhà trường luôn chú trọng thực hiện tốt và có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào do Bộ Giáo dục Đào tạo, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị phát động. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được nhà trường chú trọng và đạt kết quả đáng ghi nhận trong ngành giáo dục huyện Hải Lăng. Trong 10 năm trở lại đây, trường đã có hơn 800 học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp. Được học dưới mái trường này, em đã có biết bao kỷ niệm đẹp. Bên cạnh đó, các thầy, các cô đã luôn quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng em có thể phát triển. Từ khi thành lập đến nay, truyền thống, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, dạy tốt, học tốt và quản lý tốt đã được các thế hệ thầy và trò gìn giữ, phát huy. Đã có hơn 5.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Nhiều cựu học sinh của trường có công ăn việc làm ổn định, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, mỗi một cán bộ, giáo viên, trường trung học cơ sở Chánh sẽ không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo dựng một môi trường giáo dục thân thiện để mỗi một học sinh có điều kiện phát triển tài năng, hoàn thiện kỹ năng sống. Nhân dịp này, trường Trung học cơ sở Hải Chánh đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển trong giai đoạn 1976-2016. Hôm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện Vĩnh Linh về tình hình thực hiện công tác mặt trận 8 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng còn lại cuối năm. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc. Trong 8 tháng đầu năm, mặt trận các cấp ở huyện Vĩnh Linh đã tham gia có hiệu quả vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới, đô thị văn minh và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Về thực hiện xây dựng quỹ vì người nghèo, toàn huyện đã vận động được hơn 510 triệu đồng, đạt 56% kế hoạch, trong đó đã giải ngân gần 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết và hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận trong 8 tháng đầu năm.
Nhiệm vụ 4 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh, Mặt trận các cấp huyện Vĩnh Linh tiến hành xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động do mặt trận tổ chức đi vào chiều sâu, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo. Đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, đồng chí lưu ý, Mặt trận huyện Vĩnh Linh cần tăng cường giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới, giám sát việc hỗ trợ đền bù cho ngư dân vùng biển. Ngày 9 tháng 9, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại thị xã Quảng Trị. Cùng tham gia có Đại tá Nguyễn Hoài Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi kiểm tra, các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Quảng Trị đã báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập của thị xã và đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị với Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành cơ chế và phần thực binh tại phường An Đôn, Đại tá Nguyễn Hải Phương thay mặt đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị xã Quảng Trị, đồng thời đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban chỉ đạo diễn tập để triển khai công tác chuẩn bị diễn tập hoàn thành trước ngày 12 tháng 9, góp phần để cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2016. Sáng nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đông Hà phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Tham gia lớp học này, các học viên sẽ được lĩnh hội nội dung 6 chuyên đề bao gồm chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng của Đảng, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quả đồ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay, nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, hệ thống chính trị trong thời kỳ quả đồ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tổng quát của thời kỳ quả đồ, vấn đề quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quả đồ lên chủ nghĩa xã hội. Lớp học này giúp cho các học viên củng cố niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Đồng thời, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, là một xã điểm trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Thuần huyện Hướng Hóa đang tích cực thực hiện công tác này, trong đó có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ đồng bào các dân tộc. Cứ mỗi tháng một lần, chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở bản một cũ, xã Thuần huyện Hướng Hóa lại tổ chức sinh hoạt tại nhà cộng đồng. Tại đây, các chị em đã được phổ biến những nội dung cơ bản về xây dựng gia đình 503 sạch như không đói nghèo, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên. Vì tôi thấy trực tiếp tham gia tuyên truyền là rất tốt, từ đó giúp bản thân tôi hiểu biết quyền lợi, nghĩa vụ của chị em phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, qua đó thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hơn 70% chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Thuận, huyện Hướng Hóa đã đảm nhiệm thực hiện tốt 8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhiều chị em đã trực tiếp vận động người thân cùng tự nguyện hiến đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, làm đường liên thôn. Khẳng định rằng phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Thuận là chủ thể rất là quan trọng để thúc đẩy quá trình xây dựng chương trình nông thôn mới tại địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhận thức cho chị em phụ nữ dân tộc thiểu số về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Thứ hai là tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề để nâng cao cái kỹ năng nhận thức cho hội viên phụ nữ. Hiện nay, xã Thuận đã thực hiện được 13 trên 19 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của chị em phụ nữ dân tộc thiểu số. Họ đã ngày càng phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của mình trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Sau thông tin Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị phản ánh về hiện tượng cá chết trên sông Sa Lung, đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Công an và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Linh đã tổ chức đi kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp phía trên đập Sa Lung.
Tại đây, đoàn đã tiến hành làm việc và kiểm tra hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tại Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ, doanh nghiệp tư nhân Trần Dương và doanh nghiệp tư nhân Đức Hiền. Qua kiểm tra sơ bộ thì tất cả các công ty này đều đã xây dựng được hệ thống xử lý nước thải khép kín, đúng kỹ thuật, xây dựng theo đúng với hồ sơ đánh giá tác động môi trường của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, tại doanh nghiệp tư nhân Đức Hiền, cơ quan chức năng đã phát hiện ra một mương thoát nước thải rửa công nghiệp chưa có bể lọc, đang còn thu gom cho thải ra tự nhiên. Để kết quả chính xác nhất, đoàn đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm gửi cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh để kiểm tra đánh giá. Kết quả kiểm tra sẽ được cơ quan chức năng thông báo trong thời gian sớm nhất. Được biết, trước đó, các đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản cũng đã tiến hành lấy mẫu nước và mẫu cá chết trên sông Sa Lung để kiểm nghiệm, đánh giá và tìm ra nguyên nhân. Mọi thông tin về sự việc này sẽ được chúng tôi phản ánh trong những bản tin tiếp theo. Chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.